One More Thing chính là câu nói đặc trưng của Apple khi mà công bố một sản phẩm mang tính đột phá, và Vision Pro 2023, thiết bị kính thực tế ảo, chính là thứ được Apple nói đến cuối cùng trong sự kiện WWDC năm nay. Về thiết kế thì cũng khá giống với các loại kính thực tế ảo khác, headband và phần đệm quanh mắt ở đằng trước. Tuy nhiên, chiếc kính thực tế ảo này còn được trang bị thêm rất nhiều các cảm biến và hàng chục camera để nhận biết các môi trường xung quanh. Về khả năng xử lý hình ảnh, Apple trang bị có chip M2 và có chip R1 hoàn toàn mới trên chiếc kính này. Bạn cứ tưởng tượng xem một chiếc kính nhỏ bé như vậy mà có bộ xử lý như một chiếc máy tính bình thường thì chắc chắn không phải dạng vừa. Và quả thật, mức độ hiển thị của Vision Pro được công bố với hai màn hình 4K và tổng 23 triệu điểm ảnh. Vision Pro cũng có thể được cắm sạc trực tiếp vào nguồn điện cho bạn sử dụng cả một ngày dài làm việc. Nhưng nếu bạn cần mang đi ra ngoài thì cũng không thể vấn đề, và viên pin rời có thể sử dụng lên đến 2 tiếng. Cuối cùng là về mức giá 3.499 Biden. Vâng, một chiếc headband ở Việt Nam. Xem xong đây thì mình cũng muốn tắt máy và đi ngủ rồi mọi người ạ. Vậy bạn có suy nghĩ gì về chiếc kính này? Comment ngay đi nhá.